thiệu mọi người, đây là bà chủ, vợ ông chủ nhân của cây tiên lão giáng trần nhá. Nhà vườn toàn thu. Cái xuất phát từ cái tâm hồn, cái cảm xúc người ta cảm nhận cái cây và người ta đánh giá chuẩn của tác phẩm. Và nghĩ là đây đang không nên nói đắt hay rẻ. Đúng rồi. Chúc mừng anh Toàn đã được sở hữu một cái cây mà trong mắt mọi người nó chỉ là ước mơ rất đúng. Đúng. Rất cảm ơn anh Hùng. Chính là nếu để thỏa mãn đam mê thì không có đắt hay rẻ, đúng không anh? Vâng, cảm ơn anh. Xin các mời các bạn là tham quan sơ lược một chút một vài ý kiến của chủ nhân. Đây là vợ anh Toàn Đô La đang tâm sự về cái đam mê cây. Xin chào nhé. Em thấy nhau nó phải trả thêm không? Rồi, cảm ơn bà chủ nhé. Chúc mừng gia chủ đã sở hữu một tác phẩm rất là đẹp.